vậy chúng ta đã vừa được tìm hiểu nhà vệ sinh chính là nơi dơ nhất. Vậy theo các em thì tác hại của nhà vệ sinh, tác hại của nhà vệ sinh vẫn là gì? Đó là câu này thì thầy sẽ nhờ lớp chúng ta sẽ thảo luận một thôi trong thời gian một phút, và các em hãy suy nghĩ xem tác hại của nhà vệ sinh vẫn là gì. Thảo luận ở lớp, thầy mời lớp, thầy mời lớp lớp của chúng ta, thầy mời mời bạn Trang, bạn Trang của lớp 1. Nhà vệ sinh phẩm là gì? Thầy là tác hại của nhà vệ sinh nhiều phẩm thì sẽ có nhiều người bị tổn thương, sẽ gây hại sức khỏe của bản thân. Cả lớp hãy cùng cho bạn Trang một tràng pháo tay. Câu trả lời của bạn Trang cũng rất là chính xác nha. Vậy còn nhóm nào mình có chia sẻ thêm cho cả lớp nè? Theo chúng ta thì tác hại của nhà vệ sinh phẩm là gì? Thầy mời bạn tới. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu được tác hại của nhà vệ sinh bẩn. Vậy theo chúng ta thì mình sẽ cần vệ sinh, mình sẽ cần giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ bằng cách nào? Trong thời gian 4 phút rồi thì mời lớp chúng ta sẽ cùng thảo luận. Chỗ này mình làm nhanh được không? Thầy xin mời đại diện một nhóm chúng ta sẽ cùng sẽ chia sẻ với cả lớp khi chúng ta thì sẽ cần làm gì để giữ nhà vệ sinh sạch sẽ. Cảm ơn phần chia sẻ của bạn Phúc Trung. Thầy mời một bạn, một nhóm sẽ nhận xét phần trả lời của bạn Phúc Trung. Nhóm của bạn Ngọc. Ngoài ý kiến của hai bạn ra thì các nhóm khác chúng ta còn chia sẻ gì thêm nữa không ạ? Theo chúng ta thì để giữ nhà vệ sinh sạch sẽ thì chúng ta sử dụng những cách nào? Rất là tích cực, xung phong phát biểu và trả lời rất là chính xác. Cả lớp hãy cho bạn một tràng pháo tay. Ở đây chúng ta có thể giữ nhà vệ sinh sạch sẽ bằng những cách ngoài những cách các bạn vừa trình bày ra, chúng ta có thể sử dụng nước tẩy bồn cầu để diệt vi khuẩn cho bồn cầu, giống như biết của bạn bạn Ngọc đã vừa chia sẻ. Chúng ta sẽ cọ bồn cầu sạch sẽ, lau cọ sàn nhà vệ sinh sạch sẽ, hoặc là chúng ta sẽ cọ và lau các thiết bị vệ sinh sạch sẽ. Những cách làm này sẽ giúp cho nhà vệ sinh của chúng ta được sạch sẽ và diệt sạch các vi khuẩn.
và khi nhà vệ sinh sạch sẽ thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ tránh được những bệnh lây qua đường tiêu hóa cũng như là những các bệnh lây qua về đường da liễu. Như vậy để nhà vệ sinh luôn sạch sẽ thì chúng ta cần phải có ý thức đi vệ sinh sạch sẽ. Và thầy hy vọng là lớp chúng ta bài qua bài học hôm nay bạn nào cũng sẽ có ý thức giữ vệ sinh sạch sẽ.